Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự buổi tối Chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2019 của Đài truyền hình Trà Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự này chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Ghi nhận qua việc tuyên truyền triển lãm trưng bày tư liệu về Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh trả lời phỏng vấn phóng viên thời sự về việc chuẩn bị hội thi chung tay cải cách hành chính lần thứ hai năm 2019. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chiều nay ngày 7 tháng 4, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Cùng tham gia với đoàn công tác của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm và chúc Tết cho Trần Nam Thơ Mây năm 2019 tại tỉnh Trà Vinh có đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Thăm và chúc Tết các vị hòa thượng, thượng tọa, các vị sư và Phật tử tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng Tết cho Trần Nam Thơ Mây đến toàn thể các vị sư và bà con Phật tử Khmer trong tỉnh, vui đón một năm mới thật vui tươi và hạnh phúc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, những năm qua, trong điều kiện đất nước còn khó khăn, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Cùng với cả nước, đồng bào Khmer và quý vị Phật giáo Nam Tông Khmer tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tin tưởng rằng các vị sư và Phật tử Khmer tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nhất là thực hiện tốt theo tư tưởng của Bác Hồ về đoàn kết, đại đoàn kết, để không cần tu học, hành đạo và phát triển kinh tế cuộc sống ngày càng tốt hơn theo phương châm đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Gần đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có phần quà Tết gửi đến các vị hòa thượng, thượng tọa và Phật tử Khmer tại chùa Ân ở phường 8, thành phố Trà Vinh. Thay mặt các vị chư tăng và Phật tử Khmer trong tỉnh, Hòa thượng Thạch Sóc San, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cho rằng, trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Trung ương và địa phương sẽ là những động lực quan trọng để các vị sư và Phật tử Khmer trong tỉnh không cần nỗ lực phấn đấu vươn lên trong con đường tu học và phát triển kinh tế cuộc sống để góp phần cùng thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển hơn, nhất là thực hiện tốt về tư tưởng đoàn kết, thống nhất để cùng phát triển. Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết cùng với cán bộ, giảng viên và sinh viên người dân tộc Khmer tại trường đại học Trà Vinh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vui mừng trước sự trưởng thành về mọi mặt của trường đại học Trà Vinh qua hơn 10 năm hình thành và phát triển. Đặc biệt ấn tượng với con số hơn 20.000 em sinh viên, trong đó có khoảng 30% là con em người dân tộc Khmer đang theo học tại các bậc, các ngành đào tạo của trường. Với thành tích lọt vào top 300 đại học phát triển bền vững và thân thiện môi trường thiên nhiên nhất thế giới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh về nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của trường là cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia nguồn nhân lực về ngôn ngữ, văn hóa, kỹ thuật Khmer Nam Bộ. Nhà trường đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao trình độ dân trí, góp phần nâng cao tỷ lệ có việc làm cho con em đồng bào dân tộc trong vùng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng sự nghiệp trồng người. Bác Hồ kính yêu đã từng thường xuyên nhắc nhở rằng, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2020 đã xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng, là một trong những đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thế kỷ 21 là thế kỷ của kinh tế tri thức với sự bùng nổ của khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tác động sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên nhiều phương diện, trong đó có các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Bối cảnh đó đòi hỏi trường Đại học Trà Vinh cần tiếp tục phát huy hơn nữa các thế mạnh, tiềm năng, khắc phục những tồn tại hạn chế để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Trà Vinh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học Trà Vinh cần thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp đa dạng các chương trình đào tạo, trong đó có quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số và các cộng đồng dân cư có nhu cầu đặc biệt. Phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành trường đại học tiêu biểu trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp hội nhập quốc tế, là đơn vị trọng điểm quốc gia
đào tạo nhân lực về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 dự án từ điển song ngữ Việt Khmer, Khmer Việt chuyên ngành. Hai là nhà trường cần tập trung nguồn nhân lực cao, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng với nhu cầu của xã hội và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, khai thác tốt tiềm năng lợi thế to lớn để đóng góp cho phát triển của Trà Vinh và đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, các đồng chí cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo giáo dục các vấn đề an sinh xã hội liên quan đến đồng bào Khmer tại tỉnh nhà và khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Ba là đối với các em học sinh sinh viên cần phải phát huy truyền thống yêu tổ quốc, hiếu học của cha ông, không ngừng rèn luyện, trước hết là học làm người, kính thầy thương bạn, hiếu thảo với cha mẹ. Các em phải luôn nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, học tập thật giỏi, chủ động nghiên cứu và thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng để tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, chuẩn bị tốt hành trang vào đời với nghị lực, nhiệt huyết, tài năng, sức sáng tạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Bốn là đề nghị các cấp ngành Bộ Giáo dục Đào tạo tỉnh Trà Vinh và các địa phương dành sự quan tâm và ủng hộ tích cực, tạo điều kiện để trường Đại học Trà Vinh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu trở thành mô hình đại học cộng đồng tiêu biểu, xứng đáng là đơn vị trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ cho cả nước, phục vụ phát triển toàn diện của tỉnh Trà Vinh và đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhân đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình căn dặn các sinh viên là người dân tộc Khmer tại trường Đào Trà Vinh cần đề cao tinh thần cảnh giác trước các nguồn thông tin rộng rãi như hiện nay, phải có sự chọn lọc gắn với tinh thần đoàn kết, thống nhất, thể hiện giá trị tinh thần nhân dân đoàn kết để ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ngày 5 tháng 4, Thành ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai chương trình công tác quý 2 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2019, kinh tế xã hội của thành phố Trà Vinh tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại phát triển và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì giữ vững tốc độ phát triển mới 15 doanh nghiệp và 131 hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Thu ngân sách quý 1 ước thực hiện gần 60 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch, tăng 39% so cùng kỳ. Đầu tư xây dựng cơ bản có 62 công trình, hoàn chỉnh quy chế quản lý kiến trúc đô thị quy mô đô thị loại 2, thực hiện chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Thường vụ Thành ủy có tập trung lãnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Các hoạt động văn hóa xã hội được đầu tư nâng cao chất lượng, công tác quốc phòng an ninh đảm bảo ổn định, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội theo kế hoạch số 102 của Ban Thường vụ Thành ủy. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh yêu cầu thành phố Trà Vinh trong quý 2 cần tập trung phấn đấu 5 trên 12 ấp đạt ấp nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung xây dựng hợp tác xã kiểu mới, giữ vững các sản phẩm chủ lực. Phòng kinh tế và các phường thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, rà soát lại các quy hoạch treo để xử lý. Các ngành chuyên môn thành phố rà soát lại các chính sách hỗ trợ cho người dân thụ hưởng, quan tâm thực hiện chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quan tâm hoàn thiện đô thị loại 2, kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố. Thành phố và phường xã tổ chức đối thoại với dân mỗi tháng một lần, nâng cao chất lượng các đoàn kiểm tra giám sát, tăng cường phúc tra kế hoạch tinh giản biên chế cần cụ thể. Ngày 5 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long tổ chức hội nghị sơ kết quý 1, triển khai chương trình công tác quý 2 năm 2019. Ông Lê Thành Ôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Càng Long tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt khá.
tổng giá trị sản xuất đạt trên 31%, tăng 9,56% so cùng kỳ. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện, trồng quý công nhận mới 850 hộ đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng đến nay, toàn huyện có 20.000 hộ được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 63% so tổng số hộ phát động. Phúc Tra công nhận 4 ấp văn hóa nông thôn mới, nâng tổng số đến nay có 64 ấp văn hóa nông thôn mới, đạt trên 51% so tổng số ấp. Hai xã Đại Phước và Đức Mỹ đạt 19 trên 19 tiêu chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. Huyện tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng một số công trình xây dựng cơ bản, quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển doanh nghiệp và các loại hình kinh tế hợp tác, tăng cường các hoạt động an sinh và phúc lợi xã hội, quan tâm giới thiệu việc làm cho trên 200 lao động, đặc biệt trong đó chủ yếu là lao động bị mất việc do bị công ty giày da Mỹ Phong cắt giảm. Các hoạt động văn hóa giáo dục, vệ sinh môi trường, quốc phòng an ninh được giữ vững. Báo cáo cũng nêu lên một số mặt còn hạn chế như giá trị thủy sản đạt còn thấp, giải ngân xây dựng cơ bản còn chậm, công tác tái cơ cấu nông nghiệp, xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp còn chậm, hoạt động khai thác đất cát trái phép còn diễn ra, tai nạn giao thông gia tăng. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Thành Ôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long đề nghị các ngành và các địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh công tác thủy lợi nội đồng đúng tiến độ để đảm bảo chủ động nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Trong phát triển các mô hình tái cơ cấu nông nghiệp cần cố gắng thực hiện đúng theo vùng quy hoạch, phù hợp với tiềm năng từng địa phương nhằm tận dụng các cơ chế chính sách để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất thuận lợi hơn. Quan tâm phát triển doanh nghiệp, chú trọng việc mời gọi đầu tư, tăng cường mối liên hệ phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể huyện với các xã thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh vận động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao dần đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ tốt nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong việc tuyên truyền, triển lãm, trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp Sở Thông tin Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh. Mới đây, tỉnh Trà Vinh đã có thêm bộ ảnh ghi lại cuộc sống của người dân và chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa do nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Bá Thi thực hiện. Bộ ảnh này nay đã được đưa ra triển lãm giới thiệu với quần chúng nhân dân trong tỉnh. Ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự. Gặp nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Bá Thi trong một buổi thuyết trình cho các học sinh sinh viên trường Đại học Trà Vinh tại khu trưng bày triển lãm ảnh của anh. 36 tác phẩm được nhà báo Hồ Bá Thi chắt lọc từ chuyến đi thực tế tại Trường Sa, đem đến cho người xem những hình ảnh chân thật nhất về cuộc sống của đồng bào, chiến sĩ thân yêu của chúng ta, nơi đầu sóng ngọn gió. Những con người ấy đang sống, chiến đấu, lao động để giữ gìn chủ quyền thiêng liêng cho biển đảo của Tổ quốc. Được cái tin mà ban tập cử đi tác nghiệp ở Trường Sa, thì trước nhất là bản thân thấy rất là vinh dự. Thì trước khi đi là tôi có xây dựng một cái kế hoạch rõ ràng là đi đến đâu, đi đến đảo nào thì thực hiện bài viết gì và ghi lại những hình ảnh gì để về phục vụ công tác tuyên truyền. Thì như thế thì qua hơn 20 ngày đi thực tế ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đó, thì mình đã dành coi như là gần hết cái thời gian mà đến với các đảo để ghi lại cái những hình ảnh tạm gọi là những cái khoảnh khắc sinh động nhất về cái cuộc sống, rồi cái lao động, cái những cái việc của là cán bộ, chiến sĩ và người dân ở các đảo Trường Sa. Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Bá Thi là tác giả đầu tiên của tỉnh thực hiện bộ ảnh về Trường Sa được Bảo tàng tỉnh Trà Vinh phối hợp đưa vào triển lãm giới thiệu ra công chúng cùng với các tư liệu được Bộ Thông tin Truyền thông chuyển giao cho tỉnh Trà Vinh. Bộ ảnh triển lãm với 36 bức ảnh được đánh giá đảm bảo về kỹ thuật cũng như nghệ thuật. Tác giả đã có nhiều sáng tạo kỳ công trong thời gian rất ngắn để ghi lại các công việc đời thường cũng như trong luyện tập chiến đấu của các chiến sĩ tại nơi đóng quân trên đảo. Tác giả đã ghi lại những cái hình ảnh phản ánh được cũng như là truyền tải được cái tâm huyết của mình khi đặt chân đến những cái điểm tại cái quần đảo Trường Sa. Thì đây là những cái hình ảnh mà minh chứng
cái sinh động nhất trong cái hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và khẳng định chủ quyền biển đảo về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là cũng một cái minh chứng cái sự tâm huyết, một cái việc mà góp phần trong công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân cũng như là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh hiểu thêm, hiểu rõ hơn về cái chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, đó là câu chuyện về những món quà xuân ra đảo, chuyện những bức thư được gửi từ đất liền, khu vườn rau xanh trên đảo Cô Linh, các chiến sĩ tự gói bánh chưng đón Tết, tuần tra trên đảo Phan Chinh. Đó là câu chuyện về lớp học duy nhất chỉ 7 học sinh trên đảo, hay câu chuyện về những chiến sĩ không phải thợ cắt tóc cũng phải làm thợ bắt đắc dĩ, thay phiên cắt tóc cho nhau trong điều kiện thiếu thốn, đã đem đến cho người xem những góc nhìn xúc động. Sau khi xem cái bộ ảnh của nghệ sĩ tác giả Bá Thi thì em cảm thấy là được xem những cái ảnh thật ở nơi đây thì em thấy là các chiến sĩ, cán bộ thì môi trường sống của các anh thì rất là vất vả, rất là nhiều thiếu thốn. Em ước gì là có một lần sẽ được ra nơi đây để thăm các anh. Em thấy các anh thật là rất là dũng cảm và phải chịu nhiều vất vả khi mà phải ra biển đảo, phải xa cách với đất liền như thế này. Phải xa gia đình để đến nơi đây để bảo vệ đất nước và tổ quốc. Sau khi xem bộ sưu tập ảnh của chú Bá Thi thì con thấy là cảm thấy xúc động. Thấy các chiến sĩ ở đây thì cố gắng bám biển để giữ gìn lãnh thổ của quê hương. Qua bộ ảnh này thì con thấy giúp được nhiều trong công tác nghiên cứu và học tập của con. Được biết, trong năm 2019, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh sẽ thực hiện 4 cuộc triển lãm bộ ảnh về Trường Sa của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Bá Thi cùng với các tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Cuộc triển lãm thứ nhất được tổ chức tại Trường Đại học Trà Vinh nhằm tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, thầy cô, học sinh, sinh viên. Thứ hai là sẽ tổ chức triển lãm tại khu du lịch Biển Ba Động vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thứ ba là triển lãm tại khu du lịch Ao Bà Ôm nhân dịp lễ hội Ốc Ông Bóc của đồng bào dân tộc Khmer. Thứ tư là tổ chức tại Quyền Trà Cú nhân ngày giải phóng Quyền Trà Cú 31 tháng 12. Đó cũng là niềm vinh dự của một nhà báo khi được góp phần cùng với đảng và nhà nước tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đến với nhân dân toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh ta đang tích cực chuẩn bị hội thi Chung tay cải cách hành chính lần thứ hai năm 2019. Đây là hội thi có ý nghĩa quan trọng để tìm ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như nội dung của hội thi lần này, bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh đã dành cho phóng viên thời sự cuộc trả lời phỏng vấn sau đây. Xin chào bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. Dạ thưa bà, như chúng tôi được biết là trong thời gian qua thì tỉnh ta cũng đã tổ chức rất là nhiều hoạt động để chuẩn bị cho hội thi Chung tay cải cách hành chính lần thứ hai. Vậy thì xin bà cho biết ý nghĩa cũng như là mục đích của hội thi lần này. Thì để thực hiện đồng bộ và thống nhất, tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo cho việc cắt giảm thời gian thủ tục hành chính xuống còn 50% thời gian so với quy định. Thì bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo cho việc rà soát thành phần hồ sơ để cắt giảm thành phần hồ sơ. Rồi cái việc mà niêm yết tất cả các thủ tục cũng được công khai minh bạch. Thì bên cạnh đó cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn trong cái việc là kiểm tra cái công tác công vụ, nội vụ, cải cách hành chính, tăng cường cái việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rồi tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cái thực thi công vụ, nhằm để nâng cao cái vai trò trách nhiệm của người thực thi công vụ. Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh ban hành cái kế hoạch để tổ chức hội thi Chung tay cải cách hành chính lần thứ hai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thì mục đích của hội thi là nhằm để nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ. Cái thứ hai là nhằm để cho cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động trao đổi học tập kinh nghiệm trong cái thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính. Cái thứ ba đó là việc tuyên truyền những cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về các cái thủ tục hành chính đến người dân và doanh nghiệp. Và cái thủ tục hành chính hiện nay đã thực hiện ở tất cả các cơ quan từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh. Tổ chức hội thi lần này cũng nhằm là tìm ra những cái giải pháp về cái cách làm hay, cái cách làm mới để nhằm để phù hợp, nhằm để nhân rộng, thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Vậy thì nội dung cụ thể của hội thi lần này là gì thưa bà? Hội thi chung tay cải cách lần thứ hai kỳ này thì theo kế hoạch đưa ra thì nó có hai nội dung thi. Nội dung thứ nhất là thi về chuyên môn. Thì trong phần nội dung thi này nó có 3 nội dung chính, đó là phần thi giới thiệu, thứ hai là về lý thuyết, thuyết trình, nội dung thứ ba là trả lời bộ câu hỏi. Phần thi thứ hai là phần thi tiểu phẩm. Thì trong phần thi tiểu phẩm này thì được các đội sẽ được cụ thể sân khấu hóa, thì cũng theo kế hoạch đề ra thì cũng đưa ra chủ đề là những cái nội dung mà liên quan đến cái tình hình hành chính hiện nay và thực hiện cái chủ đề của 19, nghị quyết 19 của tỉnh ủy, đó là hành động, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và về đích. Thì hình thức thi thì tất cả các đội thi phải bắt buộc thi 2 phần. Cách tính điểm là lấy điểm từ trên xuống. Và cái việc thi thì cũng thời gian tổ chức cuộc thi thì diễn ra 3 ngày là giữa tháng 6 năm 2019. Vậy thì để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp thì công tác chuẩn bị của tỉnh ra sao thưa bà? Cái công tác chuẩn bị đến giờ này thì tương đối đã hoàn tất các cái nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, như là từ khâu là hướng dẫn thể lệ, rồi chuẩn bị các cái logo, khẩu hiệu, rồi thành lập cái ban giám khảo, rồi cái tổ giúp việc, thì bộ câu hỏi. Thì tới giờ này thì các cái bước chuẩn bị cũng thực hiện theo kế hoạch. Thì tiếp tục thực hiện theo kế hoạch nội dung còn lại thì tổ giúp việc của ban tổ chức sẽ phối hợp với các cái đơn vị có liên quan, thì tổng hợp danh sách đội tham gia dự thi, tổng hợp các cái nội dung kịch bản của các đội thi, rồi hoàn chỉnh cái bộ câu hỏi để gửi đến các cái đơn vị thi được hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Đây cũng là lần thứ hai mà tỉnh ta tổ chức hội thi chung tay cải cách hành chính. Vậy thì theo bà là có những cái khó khăn gì? Thì qua theo dõi nắm thì cũng vẫn chưa thấy khó khăn gì lớn. Chỉ có một số đơn vị tham gia đội thi, tham gia dự thi đó là có lo là do thời gian tổ chức xuyên suốt 3 ngày nên cái việc mà tiếp nhận hồ sơ ở các đơn vị đó, nó sẽ gặp khó khăn. Cái thứ hai nữa thì trong quá trình tổ chức hội thi thì các đội tham gia mà dự thi đó thì có các cái cuộc mà kiểm tra, giám sát. Do đó thì có một số đội thì cũng xin không tham gia cuộc thi. Như vậy thì cái ảnh hưởng đến cái kế hoạch là sẽ đạt không được cao. Thì tới giờ này thì nó một số nó khó như thế thôi. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hội thi sẽ diễn ra. Vậy thì từ nay cho đến thời điểm đó thì các phần việc còn lại sẽ được thực hiện như thế nào? Thì để mà đạt được cái nhiệm vụ kế hoạch đề ra thì tôi nghĩ là từng thành viên trong ban tổ chức hội thi sẽ nỗ lực hết mình, làm tốt cái vai trò trách nhiệm của mình, thực hiện theo kế hoạch. Còn đối với các đội thi thì các đội thi phải chấp hành nội quy, quy chế của ban tổ chức đội thi. Và các đội thi cũng phải thể hiện cái tinh thần quyết liệt, làm hơn sức của mình để nhằm làm sao cái nội dung diễn đạt được cái phong phú, đạt được ý nghĩa đề ra. Thì có cái giải pháp và định hướng trong cái công tác tuyên truyền cũng như là cái công tác phối hợp và cái tinh thần vai trò trách nhiệm, nêu gương của người công chức viên chức. Thì mục tiêu hướng đến trong hội thi lần này là nhằm làm sao hướng đến là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thì chắc là tôi tin rằng thì với cái các cái nội dung chuẩn bị đến giờ này thì cũng đã tương đối ổn, chắc là hội thi hoàn thành tốt được cái chương trình đề ra. Xin cảm ơn bà.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối hôm nay của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào bản tin thời sự sáng ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.